nổi hết da gà nữa. Thank you.
vào sâu, không khí càng trở nên sôi động và hấp dẫn. Một khán giả đam mê Vespa, mặc dù không có sự chuẩn bị, vẫn đăng ký thi đấu. Anh khỏi game được, tí lên kìa lấy giấy xuống rồi. Cảm nghĩ của anh khi mà chạy dở đầu thì nó như thế nào? Lần đầu tiên chạy hơi hồi hộp. Lần đầu tiên chạy hơi hồi hộp. Em làm cho mọi người sống sang luôn nha. Sau khi anh ấy đã dở đầu, anh ấy đã ra ngoài chợ mua được đôi giày để vô thi đấu.